Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 7, tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, bị lừa đảo mất 171 tỷ đồng theo ông Toàn, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định, nhóm người Việt Nam sống ở Campuchia dưới sự chủ mưu cầm đầu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Hương. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã phát hiện ra 12 đối tượng ở Việt Nam đã câu kết sử dụng căn cước công dân giả, đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho các nhóm đối tượng lừa đảo. Cơ quan công an đã củng cố hồ sơ Khởi tố bị can nhóm đối tượng này để điều tra về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bước đầu xác định, nhóm tội phạm đã giả danh người có uy tín gọi điện hù dọa có liên quan đến pháp luật để lừa đảo. Do tính chất phức tạp của vụ án, liên quan nhiều người nước ngoài nên công an tỉnh tiếp tục phối hợp Bộ Công an và các tỉnh thành làm rõ. Hồi tháng 3 năm 2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản rút hơn 170 tỷ đồng. Bà Hương sau đó đã bị cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó Bí thư huyện ủy Nhân Trạch do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời bà Hương đã quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập, hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai.